Sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 13 tháng 5, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Bản, trú tại thôn Điềm Khê, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, số tiền hơn 200 triệu đồng và buộc tiêu hủy tang vật vi phạm có trị giá trên 1,4 tỷ đồng. Trước đó vào cuối tháng 3, Cục Quản lý Thị trường Ninh Bình chủ trì phối hợp với Công an tỉnh tiến hành thẩm tra, xác minh và kiểm tra đột xuất kho chứa hàng giả, hàng nhái có diện tích khoảng 1.000 m² của ông Trần Văn Bản. Tại thời điểm kiểm tra, kho hàng chứa một lượng lớn các sản phẩm gia dụng, dân dụng, mỹ phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và nhập lậu. Chủ lô hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của hàng hóa. Qua kiểm tra, bước đầu ghi nhận đây là chuyên án khám, kiểm tra kho hàng sử dụng nền tảng số để bán hàng trên mạng lớn nhất từ trước đến nay tại Ninh Bình. Ngoài việc xử phạt, cơ quan chức năng cũng ra quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh trong 2 tháng đối với cơ sở này, đồng thời buộc tiêu hủy tang vật vi phạm.